ông Thái đó. À ừ. Để cho ta dưới đó mình đâu ăn chi. Để mấy xe đập ngộ kìa. Rồi. Đập trên này mà có ừ, gì? Nó chắc có nhiêu tiền luôn. Tiền nó bao có. Nó có sức rồi. Anh làm qua lớp đi. Tới thứ 6, thứ 4. Ba người ba tăng rồi xong. Rồi đã chết rồi. Mà biết con đường nó chết mà cũng rủ vô chết ha. Sướng chết mà cái đó kêu sướng chết mà. Ừ, kêu sướng chết á. Trời sông sướng chết. Người thì bệnh đau, ốm yếu, muốn khỏe mạnh để sống. Mọi người khỏe mạnh đâm vô con đường chết. Nó sướng chứ, nó trời sướng chết. Ở đây mà nó tồn tại được hết ta. Ở đây nên trời mưa gió nó chui vô mấy cái chỗ kính ở. Nãy vô sớm quá cái bà tiệm tạp hóa nó đừng có vô đây con, vô đây nguy hiểm lắm. Vô tống nguy hiểm. Vô trong đây tự nhiên bảo ngoài đó chứ đường đây ngào trời hết rồi. Trong đây người ta quá trời đông rồi. Tôi đi vô chỗ này chỗ kia, có chỗ người ta vô cũng đào sớm hơn bên đây. Lúc đó sáng rồi. Sao điện có út hoài không được đừng. Điện hoài rồi đó rồi điện lại là lúc đó chưa thức hả? Điện rồi 4 giờ mấy á. Nó điện máy em mà. Phải không? Sạc pin hả? Điện máy của mẹ tôi 7332. Ừ. Mắc á hả? Phải mà để chú hút đứa thôi. Rồi qua lớp cái anh Vũ. Vũ lên. Đấy. Cái tấn phải không hả? Rồi. Phải không hả? Đấy, sao mệt đổi. Có. Mấy phải làm lắm. Lấy số 20 đi. 17 đó số đẹp á. Con đi. Con ngoại phù hộ trúng đi. Lấy phát cho người ta hết. Lấy trước có số giống nào không? Nó đầu lóc. Đầu lóc 12 trời thì đầu lóc số 3. Trừ lại tới 2 tờ. 2 tờ đầu lóc, 2 tờ cuối tóc. Mua 3 tờ nữa, 2 tờ, 2 tờ giữa. 2 tờ 3 là 3 nữa. Là lấy ra nhiều. Bữa chiếc xe nó mượn đi làm chứ không phải mua hả? Đi mà tôi về nói với ổng đừng mua xe. Thôi quá. Thấy mẹ vô ơi. Thấy cái mẹ vô. Xách mẹ vô. Ổng có nhiều tiền à? Là mình gửi mẹ xe có đi làm 32 tờ 320 dữ phát đều hết đi phát đều hết. Mấy tờ hao phát đều đi tính tiền đủ rồi thôi cái xe dạng giờ góp không có tiền thu hồi được lớn rồi cảm ơn chú nha bị tai nạn mua mẹ mấy triệu mua xe mới ba mấy triệu mới đầy đủ số bên sáu ơi chủ nhà nó cho số kìa phát vòng vòng đây thôi phát ba người này với lại đây nè mấy để cho chú nó tắm luôn. Đâu? Ờ, đây là chờ Thái kia mà cho. Nhà cho. Rồi rồi đây nè. Đi mua một chiếc đưa cho chị gái tờ nữa, giữ gái tờ nữa. Rồi, đây 4 tờ. 6 tờ. 6 tờ đây 7 8 9. Đây chú nữa nè. Có rồi hả? 10 11 12, 13 phải không? 13 tờ đúng không? Tắm số cảm ơn. Này là cái nón này sao Vũ không đậu ta? Trời ơi trời.
quay phim nào. Đằng này mình chưa có rồi. Thấy quay luôn. Trèo màn hình đó thôi, thấy hồi chú mệt chưa? Quay được đọc. Mà trèo lên chứ đừng ráng. Mau. Mà ráng là lâu chứ. Mà trèo lên nha. Ở đỡ đặng nó lấy lên giờ. Đắt à? Chơi lên. Con gái nghe tiếng con gái đó 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 nó cả ra lấy mình đi. Nào. Sâu. Đã tôi biết mà. Nó đằng kia sâu là đây sâu cái trang vậy. Không. Dưới kia kìa. Cái này là cũ. Cũ. Đi nãy giờ đi tới luôn rồi, đi khóc luôn rồi. Dòng đi. Rồi bà con mình có sáng mặn ăn sáng thì mình bị nha. Đó. Nó mềm mà thấy không? Phải không? Chưa có động. Chưa tá đâu. Có mình là mình có hai cái sắt làm cái đũa không Vũ? Vũ. Cắt hai cây. Hình như cái này có lát nữa gấp hai thêm cây nữa. Cho dài dài. Đụng nắp rồi chú ơi. Ừ? Đụng nắp. Ừ, đụng nắp hoài không? Đụng nắp hả? À, nắp nè. À, đụng rồi. Quá trời hoành tráng luôn. Con mẫu không biết bao nhiêu mẫu nói hả? Gần trăm mẫu hả? Có hơn. Hơn vậy hả? 230 mẫu chứ. 230 mẫu hả? Ở đây là là chôn sắp hết chưa? Đi vô trong kia nó còn lại chưa hết. Chưa hết đâu. Mấy cái nhà đó là ở chơi chứ đâu phải vậy đâu, đâu có chôn. Đâu chưa chôn hả? 230 mẫu luôn. Trong ấy có để đó. Trong cầu kiến nghệ luôn. Ngày dài bắt chưa hướng có quy hoạch sẵn cái này nó thử hồi kia thử ngao tới giờ hồi đức của pháp ẩm về xe đạo dạ. Cái búa mà nó lớn lớn quá làm sao nó nghe tụi đẳng là nói Vũ biết là khép đá đỏ trên cái núm chỉ tán thì mang sơ sơ là nó đục rồi. Đây có cái rễ cây gì để ăn lòng mứt, cây lòng mứt, lòng mứt. Có thằng đó làm gì mà nó làm giật dừa ngay đó thì tội nghiệp à.
Ngáp nó ngáp gần đây, thằng này chắc nó bị đây gì đây. Ba bốn năm chưa xong. Lấy từ bên kia lấy qua. Có chủ nhà ta tới rồi mình lấy, ta cúng rồi mình lấy. Hay là ta nhà lấy luôn. Chủ nhà. Nhà. Chủ nhà ta cúng mình mới biết được. Dạ, dạ. Cha mẹ ông bà chết. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Năm nào? Dạ, cái khu này là giải phóng hết chắc. Dạ. Làm giống cái mã mới mà. Đúng đúng. Anh rồi. Hồi xưa làm không có gọi kích kích nha. Xưa làm thưa ta, giờ làm kích lại. Đẹp hơn. Bước qua mã đất này qua bên kia mã ông già thôi vậy. Dạ. Yeah. Hồi đó anh phải làm chung năm 78 là mấy chục. Đúng không? Đúng. Lấy chưa? Chưa. Dạ muốn sáng đi, dạ được. Còn tôi heo tôi biết. Ừ. Xương không còn nữa hả? Ê, còn. Xương còn. Đó, bữa con. Ừ. Xương còn. Gốc. Này gốc đâu Vũ? Này cái đó đó. Vâng. Đây đường này chú Sáu ơi. Đường này. Chúng ta này đường đó. Ra đốc tắm á. Cái đó bắt đầu hả Vũ ha? Để em đốc tắm là để lát nữa chó. Đây còn nhiều lắm á. Nhiều lắm. Nắp hàng còn á. Ốc ăn xong ốc lại bỏ than vô đi. Trái củi bỏ than cho trái rồi. Mở hàng bỏ từ từ. Để anh đủ đây với con. Ừ. Tụi bay đây mà. Dạ. Đẳng đủ rồi. Có chút đó chút ốc thôi. Xong lát ra đây vừa rồi vừa ấy rồi cái. Ôi, tao điện thằng biển ngoài biển đó chở rồi đăng thằng đó đó. Yeah. Cuối của cái đanh này mặt trèo lên nha, mặt trèo lên chứ đừng có rắn. Thời gian lắm còn đó, trèo lên đi. Mình dở quá, mình lấy sắt rồi mình quên lấy lại hai cây nữa. Ừ. Các bạn hết rồi mấy cây? Chưa hết rồi hả? Bởi vì cho ta hết rồi. Quên. Có cây sắt đây không? Lấy cây sắt đây. Thôi. Có một cây à? Nè cái cây này cắt bằng đâu nè? Có dài vậy nè. Dài á. Chắc trên này. Cứ để nó phỏng. Ôi ở trong nó trong đó hình như có cái kẹp chú ơi. Trong vỏ thì có không? Bữa anh Quân có mua kẹp đó rồi mà có cách ba cái này nè. Ba cái cây còn trái vậy. Có kẹp không? Có. Hả? Có. Có kẹp được. À ông nói em được cắt thiệt không ha? Ta nắp hầm chưa? Nó lắp đắt nhiều quá.
giống là cay cái gì đó. Đây chưa hàng cốt. Hàng cốt. Rồi vậy nó cũng còn. Những ẩm ẩm này nè. Gì? Nước đất ẩm ẩm này nó không phải đó lông cá, dưới lông cá. Hàng cốt. Gái đâu à? Dạ từ lên nha. Bỏ than nhiều vô đi chú Sáu ơi. Nói lớn lớn không nghe. Chú Sáu. Phan. Từ từ. Không uống nước hả? Dạ. Đức Hòa. Tại tại chợ lớn sinh năm 1914 tại chợ lớn Đức Hòa. Xuống giặt hai bên. Cái hai bên cái đưa nắp ra. À, 21. Một túi nhỏ. Hai túi đi anh Sáu ơi. 21 tháng 5. Quý Dần. Quý vị. 21 tháng 5 quý Dần. Hưởng thọ 79 tuổi. Các cháu đồng lập mộ bác năm 1993. Nắp hòm thôi, xuất hiện rồi. Nhớ hơi nóng sẽ sụp lên. Bên cầu 2 xuống mà sao chưa tới thấy nè. Tới chung tới đây chắc đi về. Đi về luôn. Bên đó lấy sao, bên sao mới đi về. Đâu? Làm sao về rồi hả? Về, tôi đốt rồi. À đốt rồi. Con này cũng sắp xong rồi nè, tới xíu nữa. Trông vậy là cái đầu hướng này hả? Hả? Trông vậy đầu là này chứ. Đầu đây nè. Đầu này. Đầu về mặt trời mọc rồi. Mặt trời mọc. Này là hướng đông đúng không? Ừ. Tất cả dây đầu về mặt trời mọc hết. À. Dù ở hướng nào. Tại vì mà mình đạo này là hướng về mặt trời nào mọc đúng không? Ừ. À, nếu không có nói Phật giáo Cao Đài giáo cũng như vậy cũng hết. Vậy luôn như vậy hết. Công giáo cũng vậy luôn đạo Phật thì thường hướng về núi hướng về núi là hướng lý do chỗ nào gò lý do cái chỗ nào gò thì để lên gò còn cái chỗ nào mà nó ở dưới cái bào ví dụ cành với mí bào thì đưa cái nào gò đưa cái đầu về đó đưa gì đó đạo Phật á đọc mà Cao Đài cũng thấy em nặng à em nặng cái búa với cái cuốc em mình đứng đây đâu nó đủ rồi mình đây cái, giữ cái kéo nó đâu mình nặng đâu có cắt vậy.
để cho mượn cái bài cái anh Vũ. Giờ mình lấy cái kéo mình cắt thêm cái sợi thép ra nè, thêm sợi thép đó. Khỏi khỏi. Cần thiết là đập thêm miếng thép nữa. Cái chỗ sạch sẽ cái rồi cái mình thắng xuống miếng theo bên thải phải lắp hầm tốt quá hả đây wow lắp hàng tốt quá. Được luôn ta. Rồi, sao sao? Sao rồi? Nó đi lấy con rồi. Không được. Không được mẹ đi. Quả của anh đó thì chú tán cái này đó. Đừng để đâu đây.